Đây là hình ảnh từ một chiếc camera an ninh đặt bên ngoài một cửa hàng ở tỉnh Vĩnh Phúc. Thời điểm này là vào ban đêm, đoạn đường cũng khá vắng vẻ. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Hãy chú ý đến chiếc xe máy này. Người điều khiển đã có tín hiệu xin rẽ phải và bắt đầu cho xe dừng lại. Nhưng chưa kịp dừng xe thì một chiếc xe máy từ trong hẻm chạy ra với tốc độ khá nhanh. Người thanh niên đang chạy xe phía sau đã tỏ ra khá bực tức với thái độ liều lĩnh của người phóng xe máy từ hẻm lao ra. Nhưng điều lạ hơn cả là thay vì nhường cho người đi phía trước tấp vào lề, anh ta lại cố tình vượt phải để đi. Liệu đây có phải là một hành động bình thường? Đây chính là câu trả lời cho hành động đáng ngờ trước đó. Hắn ta chính là một tên cướp. Tên cướp đã cố tình cho xe của mình lách vào trong để hành động cướp giật diễn ra thuận lợi. Trong lúc người phụ nữ lo lắng để dừng xe một cách an toàn, thì chỉ trong tích tắc, tên cướp đã giật được món đồ mình muốn. Điều đáng nói ở đây là tên cướp đã ra tay giật đồ của một đứa bé. Có lẽ lúc này, đứa bé đang cầm một đồ vật nào đó có giá trị. Rất may mắn là chiếc xe đã kịp thời dừng lại nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc nào. Mặc dù người chạy xe phía sau đã nhanh chóng phát hiện và đuổi theo, nhưng tên cướp cũng nhanh chóng tẩu thoát. Từ một tình huống suýt xảy ra va chạm giao thông đã biến thành một vụ cướp giật không thể ngờ tới. Đây rõ ràng là một cái tình huống mà Ngọc đã nói trong rất nhiều chương trình camera cận cảnh trước. Tức là khi thấy có một đối tượng lạ áp sát cho mình thì việc đầu tiên là la lên. Đúng rồi, phải la lên. Hay quá, thảo thuộc bài. Đúng rồi, chúng ta phải, tại vì rõ ràng chúng ta thấy là cái phương tiện, hai người điều khiển phương tiện ở trước thấy có một người thanh niên ở đằng sau và tấp vô lề, và người thanh niên đó vẫn theo mình, thì tức là mình phải có biện pháp xử lý kịp thời. Hay là chưa kịp la Ngọc? Thì đúng rồi, thì chưa kịp la, tức là luôn luôn ra đường là trong tình trạng cảnh giác. Đấy, nhưng mà tại sao cái vật giá trị đó thì Thảo không có, đúng Thảo rồi, có thể đoán rồi. Là cái điện thoại hoặc là cái túi sách gì đó. Nhưng tại sao lại để cho em bé cầm? Chính như vậy là quý vị phụ huynh hay là cái người đang điều khiển xe đó đã mang đến cái điều nguy hiểm cho em trước tiên rồi đó. Đúng rồi, và nếu như lỡ có chuyện gì thì cả hai người cùng té xuống thì sao? Rồi có xe đúng lớn rồi. Thì như thế nào? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta có một cái đầu dòng trong những điều lưu ý của quý ông an toàn. Điều số 1001 đó là khi lưu thông trên đường, đặc biệt là có trẻ em, nghiêm cấm tất cả những hình thức đưa cho trẻ em tài sản có giá trị để có thể gợi lòng tham và gây nguy hiểm cho trẻ em, thậm chí là một cây kem cũng không được.